Cập nhật mới nhất tình hình dịch bệnh virus corona ngày 2 tháng 3. Số người nhiễm COVID-19 tại Italy tăng vọt, dịch lan rộng tại châu Âu. Bệnh dịch trên tàu Diamond Prince tái nhiễm. Ngày 1 tháng 3, dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng mới của virus corona SARS-CoV-2 gây ra tiếp tục lan rộng tại châu Âu. Trong bối cảnh các nước ghi nhận nhiều ca nhiễm mới, trong khi số ca tử vong tại Italy, tâm dịch ở châu Âu đã tăng lên 34 người. Nhà chức trách Italy cho biết, trong ngày 1 tháng 3 đã có thêm 5 ca tử vong do COVID-19 ở nước này, trong khi số ca nhiễm mới là gần 1.700 người, tăng vọt so với con số 1.100 người trong ngày trước đó. Đáng lưu ý, hầu hết ca dương tính với virus đều thể hiện rất ít, thậm chí không có triệu chứng phát bệnh. Chỉ có 9% trường hợp nhiễm virus, tương đương 140 người, trong đó 106 người ở vùng Lombardy. Tâm dịch ở Italy cần được điều trị tích cực. Dự kiến chính phủ Italy trong tuần này sẽ thông qua gói ngân sách trị giá 3,6 tỷ euro để hỗ trợ nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch. Tối cùng ngày, một bệnh nhân tại Scotland được chẩn đoán nhiễm SARS-CoV-2 hiện đã nhập viện và đang được chăm sóc y tế trong điều kiện cách ly. Theo chính quyền Scotland, đây là trường hợp đầu tiên được xác nhận nhiễm COVID-19 tại nước này. Bệnh nhân này gần đây đã tới miền Bắc Italy và các nhân viên y tế đã bắt đầu rà soát lịch sử tiếp xúc của người này. Cùng ngày, sau khi thông báo có thêm 12 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số người nhiễm COVID-19 lên 35, Thủ tướng Anh Boris Johnson cảnh báo virus này đã lan rộng thêm bên trong nước Anh. Trong cuộc họp báo cùng ngày, Bộ Nội vụ Áo thông báo có thêm 4 người được chẩn đoán dương tính SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm virus này tại Áo lên 14 người. Cả 4 bệnh nhân trên đều có triệu chứng nhẹ, gồm một cặp vợ chồng du khách Đức và 2 công dân Áo. Ngày 1 tháng 3, theo trang web của Bộ Y tế Belarus, nước này đã ghi nhận trường hợp thứ 2 nhiễm SARS-CoV-2. Một nữ công nhân Belarus và 2 đồng nghiệp sau khi trở về từ Italy đã được lấy mẫu phân tích và nhập viện. Xét nghiệm nữ công nhân cho thấy kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, 2 đồng nghiệp còn lại cho kết quả âm tính. Tại các bệnh viện của Belarus, hiện có 3 người nghi nhiễm SARS-CoV-2 vốn đang ở trạng thái ổn định và không có triệu chứng của bệnh. Trường hợp đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Belarus được ghi nhận hôm 27 tháng 2 là một sinh viên Iran đến Belarus từ thủ đô Baku của Azerbaijan. Văn phòng chỉ đạo kiểm soát và giám sát tình hình dịch COVID-19 của Nga cho biết, tại bệnh viện truyền nhiễm số 1 ở thủ đô Moscow có một bệnh nhân nghi nhiễm virus SARS-CoV-2. Hiện trên lãnh thổ Liên bang Nga cũng đã có một số người nghi nhiễm virus, nhưng sau đó đều không phát hiện thấy nhiễm bệnh. Trước đó cùng ngày, đã xuất hiện thông tin về một bệnh nhân nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 trốn khỏi một bệnh viện ở Sevastopol trên bán đảo Crimea. Hiện bệnh nhân này đang bị truy nã trên cơ sở phán quyết của tòa án. Bộ Y tế Cộng hòa Dominica thông báo nước này có trường hợp đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2, đó là người đàn ông 62 tuổi quốc tịch Italy nhập cảnh vào nước này hôm 22 tháng 2. Sau vài ngày, người đàn ông này bắt đầu có các triệu chứng nhiễm COVID-19 như ho, sốt và khó chịu toàn thân. Tối 1 tháng 3, Cơ quan Giám sát Dịch bệnh Đài Loan, Trung Quốc cho biết một hành khách vừa được sơ tán khỏi tàu du lịch Diamond Prince bị cách ly ở Nhật Bản đã được xác nhận là trường hợp thứ 40 của hòn đảo này nhiễm SARS-CoV-2. Ca nhiễm mới này là nữ giới, 70 tuổi, sống ở phía Bắc Đài Loan, lên tàu Diamond Prince hôm 20 tháng 1 và ban đầu được chẩn đoán nhiễm COVID-19 vào ngày 15 tháng 2. Dù không có bất kỳ triệu chứng về hô hấp nào sau khi du thuyền này bị cách ly tại cảng Yokohama, Nhật Bản từ ngày 4 tháng 2, bệnh nhân này nhập viện tại Nhật Bản từ ngày 16 tháng 2 và sau đó trở về Đài Loan hôm 26 tháng 2 sau 2 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, 3 lần xét nghiệm ở Đài Loan, kết quả mới nhất cho thấy bệnh nhân này vẫn bị nhiễm COVID-19. Truyền thông Trung Đông dẫn thông báo mới nhất của Bộ Y tế Lebanon cho hay, nước này đã ghi nhận thêm 3 người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 10 trường hợp. Cả 3 trường hợp mới này đều trở về từ Iran và cách ly ở nhà.
hiện đang được cách ly và điều trị tại một bệnh viện ở thủ đô Beirut sau khi có nhiều triệu chứng nhiễm bệnh. Lebanon đã đóng cửa các trường học và tạm ngừng các chuyến bay từ các nước bùng phát dịch COVID-19 như Trung Quốc, Iran, Italy và Hàn Quốc. Nhà chức trách Nigeria đã xác định được khoảng 100 người có khả năng lây nhiễm SARS-CoV-2 từ một người đàn ông mang quốc tịch Italy, được ghi nhận là ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên ở Nigeria. Con số những người có khả năng bị lây bệnh COVID-19 có thể tiếp tục tăng thêm do có một số người đã di chuyển đến nhiều địa phương khác hoặc sang châu Âu. Israel ghi nhận thêm 3 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số bệnh nhân ở nước này được chẩn đoán dương tính với SARS-CoV-2 lên 10 người. Bộ Y tế Israel cho hay 2 trong số 3 bệnh nhân mới đã mang theo virus này trở về sau chuyến đi tới Italy và người thứ 3 bị lây nhiễm ở địa phương. Cả 3 bệnh nhân này đều có triệu chứng nhẹ. Truyền thông Trung Đông đưa tin Bahrain và Iraq đều vừa ghi nhận thêm 6 ca nhiễm SARS-CoV-2 ở mỗi nước. Các bệnh nhân đều trở về từ Iran trong thời gian gần đây. Trong những ngày qua, hai nước này đã liên tục phát hiện thêm các ca nhiễm mới. Với những trường hợp mới phát hiện, tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Iraq là 19 người và tại Bahrain là 47 người.